Ôi, buồn đái quá. Nhung ơi, xong chưa? Xong rồi. Mà nhìn sếp khổ thế, nhìn sếp buồn đái thì ra ngoài kia mà đái tạm được em sao? Ok. Ngoài kia đông người lắm, làm sao mà đi được? Thì kia ngoài bụi đúng ngoài cái đường nha. Nhanh lên! Biến đi cái tổ em sóc xếp. Em sắp đái quần rồi. Ôi trời ơi. Này 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 này. Mà bây giờ chị đang ở trong với chị ẻ thì sếp cứ đi ngồi đếm từ 1 đến 100 đi, khả năng là chị xong đấy. Hả? 1 2 3 4 100 gì đái ở quần thôi sao kìa, ướt một vũng rồi kìa. Ôi trời, đái thật à? Đái thật đấy. Ngồi nó tắt thôi. Tao lại mày rồi. Tí mà lại mày luôn. Đái thật ở quần này. Ngồi nó tắt rồi. Quỳnh khai đi.